sends you that inner voice that is telling you to hold on. Hold on to what you believe, a belief much bigger than a dream. He said, take your step and go and explore what's about to come. Hello, chào bạn, và hôm nay cái phiên bản lễ hội mùa đông đã cập nhật thành công ở máy chủ mặt trời của Việt Nam rồi anh em ơi. Và chúng ta có thể trải nghiệm cái phiên bản rất nhiều tính năng đặc sắc này. Ngay bây giờ các bạn hãy cập nhật chưa đi, các bạn nào chưa cập nhật thì hãy nhớ cập nhật nha. Ok. Phiên bản cập nhật thì hơn 300MB hay 400MB đấy, các bạn đào về tải nhá. Đó. Cái phiên bản này thì có hiệu ứng biến về rất tuyệt vời này. Có cái chế độ là tặng quà cho bạn bè này, hoặc là vòi quà của bạn bè này, đấy, hết sức bản ạ. Và có cái thì là cái chế độ là quay lại tự lưu những cái khoảng khắc highlight, những khoảng khắc các bạn tiêu diệt mạng ở trong trận đấu vào cái máy điện thoại của các bạn. Ok, quá nhiều cái tính năng đặc sắc và các tướng vị tướng được thay đổi chỉnh sửa sức mạnh. Thì đầu mùa thì chẳng biết gì hơn, mình tiếp tục với cái phong cách đó là xịp trắng bay sấp sới, xịp trắng bay phấp phới. Đó, với anh chàng Superman. Ok. Hiện tại thì vẫn đang mùa 4 anh em. Nhưng mà phiên bản thì đó là phiên bản lễ hội mùa đông rồi. Vẫn chưa sang mùa 5 đâu các bạn ơi. Hình như là một tháng nữa hay sang mùa 5 hay sao ấy. Cái thời gian đó thì mình cũng chưa chắc chắn đâu. Ok. Thì trận đấu này team mình đánh thế này sao được Butterfly, tại sao ăn bùa đỏ mà không ra thủ lên kia. Đùa. Trận này có bạn Butterfly thì bạn đấy mày quay tay hay không? Bạn đấy không biết làm gì. Cái gì vậy? Không biết làm gì mà không pick tướng thành ra pick tướng random. Đó. Ra Butterfly cầm trừng trị. Bạn ấy vừa đi lên top lại vừa ăn quái rừng một bên như vậy thì Ziu thì mình trận này thì cố gắng nhá. Phải đi ra lên farm đi Ziu ơi. Ok. Đi lên với Wonder Woman với cả Malok quá trâu. Ôi tôi ăn ít, chạy bạn ơi, chạy nhanh còn kịp rồi. Ok, té gấp đấy, cái hiệu ứng biến về kìa ăn ít kìa anh em ơi. Hiệu ứng biến về bông tuyết rất là đẹp. Thì có thêm tính năng mới, có hiệu ứng biến về mới thì tất nhiên là phiên bản mới sẽ lag hơn phiên bản cũ một chút rồi xíu anh em ơi. Và đặc biệt thì hiện tại trời đang mưa, thành ra mạng cũng rất là lag. Anh em thông cảm nhá. Đấy, bên mình cứ nhảy từ xanh lên vàng rồi có khi là nhảy lên đỏ cơ. Rất là khó đánh. Căng rồi. Thôi thôi, nhường cho team bạn con rồng đấy. Có tấn công thì chắc là chẳng kịp đâu. Ok, thôi về lên pha. Rồi Butterfly đi ra thủ lên đi. Thủ lên đi chứ để team bạn gấu Zuka farm thoải mái đi kia. Tẹo đôi gấu xanh thì thôi. Sẵn mặt. Thì đánh quá sự đánh giá sơ qua là đội hình team mình thì đội hình team mình khả năng là late game sẽ mạnh. Nhưng mà không thể đỡ được với con thỏ Slim, late game nó cũng rất là mạnh. Nhưng mà late game team mình lại yếu hơn team bạn cơ. Ok. Wow. Bạn này vẫn dùng tả xung dưới đồ rất chuẩn nha. Có đấy anh khá chuẩn nhưng mà không ăn được tiền vương, tiếc quá. Trang bị Superman mình vẫn sử dụng cái trang bị mới nha. Trận này sẽ test lại trang bị mới xem nó ok không. Xem có phải chỉnh sửa gì không anh em ơi. Ok. Rồi stream nha. Các bạn đánh Superman, các bạn chạy liên tục cơ, đánh con này rất là mỏi tay. Mỏi hơn cần quay tay. Rồi đây rồi, con mồi của mình đây rồi, một mạ. Rồi thành ui. Có đấy ra. Góc đấy mình không chạy được nữa vì kiên vương khống chế đó. Phát xiên ây, có đấy khiến chúng kiên vương là có mạng rồi. Tiếc quá. Thì nhiệm vụ của Superman ở trong trận đấu là đầu game các bạn phải ganh thật nhiều vào để hỗ trợ team. Chứ thực ra nếu mà team mình mà đầu game rất là yếu, các bạn có thể nhìn thấy đội hình team mình đầu game Azenka rất là yếu. Đó. Anis thì lúc đầu game cũng chưa mạnh đâu, khá yếu. Với Ziu cũng đầu game rất là yếu.
toàn tướng lết thôi. Team bạn có Wonder Woman rồi Malok rồi Huyền Vương, Yuka đầu game rất mạnh. Ok, phải cố gắng làm sao mà không 6 phút GG trận đấu này đây. Đừng ngắn rồng bạn ơi, team bạn hai người đây này. Kéo ra để mình đẩy vào nó ra này. Ok, đẩy Malok ra. Rồi ăn rồng đi các bạn ơi. Đó, Malok đánh mình rồi, rồi lại quay lại ăn rồng. Ok, sao được con rồng rồi. Xin lỗi, đạp đầu vào tường. Thôi thôi, Ajanka. Đu đi các bạn ơi. Ok, lại đánh nhau rồi. Xem có con mồi được không? À, con thỏ, con thỏ. Thỏ, ấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đúng là thanh niên Superman Hack Dam. À, Quyền Vương. Quyền Vương nè. Một hit nữa thôi. Nhưng mà Azuka đang dí mình rồi. Wow. Thôi tốc biến. Còn ít máu này là một combo của Azuka là mình sẽ mặt ngay. À, và các bạn đánh vị tướng Superman này thì các bạn chú ý là lính ở khắp lên nha. Và anh em có thể đi farm full lên. Rất là tốt. À, các bạn đừng nghĩ là mình chỉ đi nói là chung là đi hỗ trợ rồi. Đi hỗ trợ của Alice. Nhưng mà chú ý là lúc nào Superman phải là người nhiều vàng nhất team. Đấy thì mới đánh team ở thời điểm đầu game được. Chứ đầu game mà yếu thì cuối game chắc chắn là phế. Bởi vì Superman cuối game nó không mạnh đâu, nó khá yếu. Ok. Cuối game team địch quá nhiều hiệu ứng khống chế phá chiêu của Superman rất là dễ. Rồi. Đó, một xiên rất là thốn. Và bây giờ có thương xuyên phá rồi. Thôi mình về thôi. Bởi vì ở dưới thì Yuka cũng đẩy xong cái trụ đường 2 của team mình rồi. Rồi đấy, xiên này rất có bắt Yuka thì bạn. Rồi về Azaka, Azaka về gấp, về gấp, về gấp. Đây này. Rồi, pha đấy mình phải xiên thôi, không pha đấy mình đẩy nỗi quá. Yuka có chạy được không? Không thì chạy nổi. Quyền Vương ấy, cẩn thận, Quyền Vương đá trúng mình thì mình sắp mặt ngay nhỉ. Lé. Rồi ok, chạy rồi. Kinh quá, team bạn kìa, uầy. Ok, anh em chú ý là phải có nội tại thì nội tại trạng thái bay thì mới xiên mới tấm nha. Ok, lùi lại. Đó, câu được khá nhiều kỹ năng của team bạn. Ok. Wow, lại choáng chúng mình. Tiếp tục nào, mình có chiêu cuối rồi. Phá hai thanh niên này. Ok. Chú chú lại chặn đầu Quyền Vương. Đó. Đánh vị tướng này anh em phải chạy chạy liên tục. Thực sự mình nói là mỏi tay hơn. Ngoài xin lỗi rồi. Ôi thôi thôi thôi. Thôi. Thôi thôi. Trời ơi. Đùa, không thể đùa với Thỏ Slim được late game. Nhưng mà team mình rất may là có Superman lẫn siêu được có khả năng bắt Slim rất là tốt. Đó, các bạn thể thấy là Azenka đầu game rất là khó đánh. Bằng chứng là Azenka thì mình chết 0-3 rồi. Hy vọng là late game bạn này đánh tốt. Những chất tướng cơ động như kiểu Yuka bắt Azenka rất là dễ. Và đặc biệt con Slim là chỉ cần phi giáo trúng Azenka thôi là sắp mặt rồi. Ok các bạn ơi, từ từ thôi. Từ từ thôi. Rồi. Hay quá. Bắt thỏ các bạn ơi. Thỏ đang farm đây. Thỏ đang farm này. Ơi choáng rồi thôi té. Ôi thằng Quyền Vương kìa, thôi. Chậm thế Alice ơi, nhanh hơn xíu mình không chết rồi, chết hai mạng liên tiếp anh em ơi. Thật buồn quá đi mà. Ok, hay quá. Một hit nữa, ok. Đó, đánh thầy hổ báo lên. Và liều ăn nhiều. Còn trận này may Zill thì mình cũng xanh rồi anh em ơi.
Né nhanh còn kịp. Đầu này em chiêu hụt rồi. À, phiên bản hiện tại thì Azenka nó được tăng sức mạnh bởi vì cái thời gian bay của chiêu cuối nó nhanh hơn. Cái thời gian nó nổ chiêu một nó cũng nhanh hơn. Đấy. Không còn mất nhiều thời gian như trước nữa. Yuka này. Anh con rơi bây giờ được 30 vàng anh em. Quá ít. Mà lốc này. Trời thôi. Dính vào đi vào cái luyện ngục của Maloc mình bị làm chậm, bị mất chiêu, mất trạng thái bay luôn. Bó tay đi qua đi mà. Rồi bắt đầu là tinh thần anh em đã lặp lại rồi. Bây giờ lại chiến đấu ok rồi. Bắt luôn ra Wonder Man đi. Trời. Thực sự trận này thì đánh giá rất cao đội hình của team bạn. Nhưng mà với sự quấy phá của Superman và khống chế rất tốt từ Alice cộng Azenka. Thì nếu mà kéo lên game thì mình chắc chắn là đi cùng, chắc chắn là không bao giờ sợ thì bạn đâu. Slim thì mình bắt rất là dễ. Rồi bạn Slim đánh rất là cẩn thận, lúc nào đứng sau tít đội hình. Đó, rất khó bắt. Ôi, 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 thôi, luyện ngục kìa. Cứu mình. Rồi ok, té. Căng quá, không đẩy được rồi. Các bạn chú ý nha, đánh danh mà nhớ trường hợp ấy. Butterfly lại chết rồi, kéo theo Azenka lại chết nốt này. Ở những trường hợp như kiểu team mình mà Butterfly để đàn doom các thứ ấy, thì anh em vẫn tập trung đánh tốt nhá. Thì mới kéo team được. Nếu bạn lại tập trung chửi gì chắc chắn là tìm thua. Gấu này à, thanh niên rất tỉnh. Ok à, dùng luôn cái chiêu cuối để né chiêu của mình. Quá tuyệt vời. Tao ăn chim đấy. Rồi thanh niên đã ăn mất chim của Superman rồi. Trời ơi, về bắn thôi. Chiêu cuối đã. Ok. Tiếp tục cứu Jill lại. Ok. Đó, Jill lại, sẽ lại quay lại làm trí. Đó, luyện ngục chạy mất rồi. Thôi, team bạn ra rất là đông. Từ xưa trên này, team bạn có Wonder mình rất là trâu nhá. Maloc cũng rất là trâu. Có khi tẹo lửa mình phải lên cái một món đồ xuyên giáp thôi, chứ xuyên nó không thấm. Xuyên đồ hình trâu này rất là khó thấm. Quá trâu. Thôi, mình bắt đầu tại rồi, không bay được. Ôi. Đó các anh em có thấy tập trung giết được Wonder Woman thì phải 2-3 mạng đổ xuống, rất là ghê gớm. Đó bình tĩnh các bạn ơi. Còn chưa đẩy xong cái trụ này. Thì mình chỉ tấn công đường giữa thôi. Còn hai bên cánh thì có vẻ là team bạn đầy đường rất tốt. Ok, Yuka. Rồi hay quá, Quyền Vương và Maloc. Tóm luôn à. Rồi, Quyền Vương đã bị tiêu diệt và Maloc. Chạy đường nào bạn ơi. Chạy đường nào. Vòng sau để hất. Ok. Xiên nữa này, đó, vừa đẩy Yuka ra được. Tiếp tục lại. Ok. Wow, ui, Wonder Woman trâu quá. trâu quá. Toàn áo choàng băng giá rồi, phá chiêu của mình rất là dễ dàng. Mình đã nói là tại sao là Superman cuối game nó chất tướng thì nó vẫn rất khỏe, nhưng mà nó bị phá chiêu, thành ra không thể hiện được kỹ năng. Chứ vẫn rất là khỏe nha. Bắt xạ thủ các tiếng vẫn rất là tốt. Và đặc biệt Superman mạnh ở đầu game và giữa game thôi. Và cuối game thì bạn khống chế tốt. Và đặc biệt nếu mà team bạn có Alice thì anh em mà nếu đánh Superman không chắc tay thì đừng có pick nha. Không là sấp mặt ngay lập tức đấy. Rồi lại phải cứu Azenka rồi. À thanh niên bị đóng băng, à hóa đá. Nhưng lại được một mạng thơm quá.
rồi và bị chửi luôn, bó tay. Zuka mà cứ chửi team như thế là thì sẽ thua, team bạn đã nâng lên một tầng mới đấy. Đánh phải tập trung chứ, đó Zuka chết rồi, ăn được Azenka nhưng mà vẫn phải chết thôi. Phiên bản mới này thì những bạn nào máy yếu ấy, thì rất dễ là bị lag nha. Phiên bản mới này sẽ lag hơn phiên bản cũ, nhưng mà máy nào máy mạnh thì vẫn không cảm thấy thấy gì đâu. Ai quá dữ ơi, một combo thẳng vào Quyền Vương này qua tường, nhưng mà Quyền Vương hết chiêu rồi làm gì còn đường mà chạy nữa, chắc là đường cụt rồi, đường cụt rồi bạn ơi. Ok, chạy làm sao rồi, ôn thẳng đẩy đường nào anh em ơi, ôn thẳng ấy thì bạn do team bạn thiếu người kia, mình 5 người team bạn chỉ có 3 người thôi, đẩy thắng à. Ôi thôi xin lỗi. Thôi thôi chịu bắn ai phát thôi, nên rốn thôi, thôi em đùa thôi, em đùa thôi, em đùa thôi, thôi thôi thôi, trời ơi không ngờ team bạn rồi làm ghê quá. Thôi thôi thôi, chết 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 Superman rồi, té té gấp rồi, chắc là không chạy được, thôi chạy ăn đi rồi, còn người sống là còn hy vọng. Ở pha mình thi đấu sai lầm để chịu bắn nhiều máu quá. Ở late game thì anh em bán cái giày Hermes đi nha, và lên cái giày kiên cường cho mình. Thường đi để cách lên đồ thì mình đều để giày Hermes, thì lúc đầu ở giữa game mà mình toàn dùng cái giày đấy thôi, nhưng mà late game thì mình phải đổi giày khác, anh em chú ý nha, thì không dùng cả trận đấu được. Bây giờ thì mình nghĩ là đội hình team mình sẽ khỏe hơn team bạn, bởi vì Azenka đã lết rồi, Alex cũng lết rồi. Ô team bạn kinh công, trời ơi anh em ơi, ôi hay quá, Alex đã chiều rồi, đẩy vào thế thôi, hai thanh niên này trong giỏ rồi. Và Lốc vẫn còn lịnh ngục chạy đi được kìa. Ôi thôi thôi, chạy mất hết rồi, chạy nhanh quá, ôi sao bị làm chậm ấy nhỉ. Thôi thôi thôi, không được rồi, cứu cứu Alice đằng sau. Ủa trâu quá, có kinh công này còn trâu hơn. Thôi thôi thôi, chạy đi Alice ơi, chạy nhanh lên. Ủa thôi không chạy rồi, ông mình có không dùng cái chiêu cuối kìa. Thôi thôi thôi, không ổn rồi anh em ơi, té 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 ngay. À đội hình thì mình di chuyển nhanh quá, về đây Butterfly ơi, chạy lao lên làm chi. Đấy, pha này thủ lại team bạn có kinh công, trời ơi về đi bạn ơi. Căng như dây đàn. Rồi tầm lên game rồi thì mình không còn bá đạo như đầu game nữa. Hy vọng là anh em sẽ... Ôi, bạn kia làm gì vậy? Ok, đây này. Đây này. Đẩy vào này, rồi ok. Đó, lại dính chiều Azenka nữa thì này, bắt Wonderman lại cho thêm trụ bắn nữa này. Rồi, đó, trâu nhất team bạn. Trâu nhất team bạn thì trụ 2 trụ bắn thì cũng sắp mặt thôi, ok. 3 là 3 đổi 3. Chẳng hiểu tại sao pha lấy Butterfly thì mình có xíu máu, chẳng về hồi máu thì các bạn ấy lao lên. Khó đánh thật. Ô, quên. về dí trụ. Xíu thì mất cái trụ đường giữa rồi. Ok, và cũng hết sắp hết pin rồi anh em ơi. Đó, hy vọng là clip úp xong buổi chiều. Chứ tình trạng là hết pin rồi. Cái gì mà chăm sóc khách hàng liên tục thế này. Ok, để xuyên thấm hơn mình sẽ lên cái Kimura Masai nhá. Thử test xem nào.
Rồi, đẩy lỗi rồi, không đẩy chúng con được chúng ca. Tiếc quá. Quyền Vương này. Ôi trời ơi, một xiên nửa cây. Một xiên nữa là xiên sắp mặt này. Ôi, lại xiên không chuẩn rồi. Anh nên có giáp. Rồi, xong mình rồi. Quá may quá, vẫn ăn được Quyền Vương. Rồi, và team bạn có cùng lại dính luôn chiều cuối của bài ca. Và bây giờ thì cố lên các bạn ơi. Rồi, giờ còn mỗi Slim thôi. Ok. Bây giờ lúc là Butterfly tỏa sáng rồi. Đấy, chỉ cần một phút tỏa sáng thôi là các bạn có thể là gánh team. Như kiểu Butterfly thì mình đi. Đấy à, phải để cho đồng đội sửa sai anh em. Chứ lúc đầu đồng hội mà hơi fit tí xíu mà anh em cứ tập trung chửi đồng đội thì sẽ không có những giây phút các bạn ấy tỏa sáng như thế này đâu. Các bạn chú ý nhá. Ok, và chắc chắn trận đấu này sẽ thắng rồi. Còn đến team bạn 14 giây nữa là Quyền Vương. Ra không thua. Cái này mà không thua à bạn ơi. Thua chắc 100% rồi, không thua cái gì. Trời ơi. Ok, và video clip mình chơi dị tướng Superman xịt bay phấp phới đến đây hết. Xin chào các bạn và chúc các bạn trải nghiệm cái phiên bản mới rất vui vẻ nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.